Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, sau thời gian tự cách ly do mắc COVID-19 và bất ngờ tuyên bố dừng tranh cử, ông Joe Biden đã lần đầu tiên trở lại Nhà Trắng vào chiều ngày 23 tháng 7. Tổng thống Mỹ Joe Biden được xác định mắc COVID-19 khi đang vận động tranh cử ở Las Vegas hôm 17 tháng 7. Kể từ đó, ông đã tự cách ly tại nhà riêng ở bang Delaware. Theo tờ India Today, hôm 23 tháng 7, ông Biden đã lần đầu tiên trở lại Nhà Trắng. Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor thông báo các triệu chứng COVID-19 của ông Biden đã được điều trị và ông đã có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Thật tuyệt vời khi được trở lại Nhà Trắng, ông Biden viết trên mạng xã hội X kèm theo hình ảnh rời khỏi đoàn xe hộ tống để bước vào Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông có kế hoạch phát biểu trước cả nước vào tối ngày 24 tháng 7, theo giờ Mỹ. Sự kiện sẽ được ghi hình tại phòng bầu dục về những việc sắp tới và hướng hoàn tất công việc vì người dân Mỹ. Khi được các phóng viên hỏi ông cảm thấy sức khỏe thế nào, Tổng thống Biden đáp, tôi cảm thấy khỏe. Tuy nhiên, ông Biden đã không trả lời câu hỏi về lý do tại sao ông từ bỏ tái tranh cử và liệu Phó Tổng thống Kamala Harris có thể đánh bại ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump hay không. Trong thời gian cách ly, ông Biden đã gây chấn động chính trị khắp nước Mỹ vào ngày 21 tháng 7 khi đăng một bức thư lên mạng xã hội thông báo từ bỏ chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng. Trong bức thư, ông Biden cho biết quyết định này là vì lợi ích tốt nhất của đất nước và Đảng Dân Chủ. Ông nói sẽ tập trung toàn lực vào nhiệm vụ Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ để đấu với cựu Tổng thống Donald Trump. Thông báo trên được đưa ra sau khi ông Biden phải chịu sức ép ngày càng gia tăng từ nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ yêu cầu ông dừng tranh cử để nhường chỗ cho ứng cử viên khác đối đầu với ông Trump. Thưa quý vị, theo Daily Mail, Tổng thống Mỹ Joe Biden không xuất hiện trước công chúng trong 5 ngày kể từ khi được chẩn đoán mắc COVID-19. Hành động công khai của ông kể từ khi tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng là đưa ra một tuyên bố gồm 3 đoạn về việc cảnh sát làm một phụ nữ da đen tên là Sonia Massey thiệt mạng. Thông tin mới về tình hình sức khỏe của Tổng thống Joe Biden được công bố trong bối cảnh có nhiều đồn đoán và thuyết âm mưu lan truyền trên mạng rằng người đứng đầu nước Mỹ ốm nặng hơn những gì được tiết lộ. Bác sĩ O'Connor viết trong bản cập nhật mới nhất về quá trình hồi phục của Tổng thống Biden. Các triệu chứng của Tổng thống gần như đã hoàn toàn biến mất, ông tiếp tục thực hiện mọi nhiệm vụ của mình. Hiện có những đồn đoán rằng có điều gì đó bất thường đang diễn ra trong Nhà Trắng và có thể không phải Tổng thống Biden tự mình đưa ra quyết định kết thúc chiến dịch tái tranh cử. Đảng Cộng hòa đang yêu cầu Tổng thống Biden cung cấp bằng chứng về sức khỏe sau khi ông tuyên bố rút lui qua một bức thư đăng trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ Joe Biden được nhìn thấy lần cuối vào ngày 17 tháng 7 lúc ông tới Delaware sau khi nhận được kết quả dương tính với virus corona. Vị Tổng thống 81 tuổi này đã tuyên bố kết thúc chiến dịch tái tranh cử vào ngày 21 tháng 7 trong thông báo đăng trên mạng xã hội X. Ông viết sẽ phát biểu trước toàn dân vào cuối tuần để nói chi tiết hơn về quyết định rút lui. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều người khác đặt câu hỏi làm thế nào ông Joe Biden có thể tiếp tục ngồi ở phòng bầu dục sau khi thừa nhận rằng ông không đủ sức khỏe trong 4 năm nữa. Cựu Tổng thống Donald Trump đặt câu hỏi trên mạng xã hội Truth Social. Hiện tại ai đang điều hành đất nước chúng ta? Nếu ông ấy không thể tranh cử, ông ấy không thể điều hành đất nước của chúng ta. Ông Trump sau đó đã chỉ trích ông Biden, nói rằng ông ấy sẽ thức dậy và quên mất rằng hôm nay mình đã bỏ cuộc đua. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đặt câu hỏi liệu Đảng Cộng Hòa có nên được hoàn trả vì gian lận hay không sau khi dành thời gian và tiền bạc để vận động chống lại ông Biden, đồng thời chỉ trích Đảng Dân Chủ vì đã chuyển đổi ứng cử viên vào phút cuối. Ông Trump còn thách thức khả năng tiếp tục làm Tổng thống của ông Biden trong những tháng còn lại của nhiệm kỳ. Theo ông Trump, Đảng Cộng Hòa không nên được bồi hoàn cho hành vi gian lận khi mọi người xung quanh Joe Biden, bao gồm cả các bác sĩ của ông ấy và truyền thông tin giả, đều biết rằng ông ấy không có khả năng tranh cử hoặc trở thành Tổng thống. Ông Trump nói đối thủ của ông thua nặng trong cuộc tranh luận, sau đó hoảng sợ và mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, được cho biết là ông không thể thắng và quyết định sẽ chọn một ứng cử viên khác, có thể là bà Harris. Ông Trump nói họ đã đánh cắp cuộc đua từ Biden sau khi anh ấy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ và cáo buộc các đối thủ chính là mối đe dọa cho nền dân chủ. Tổng thống Biden ngày 21 tháng 7 đã tuyên bố ông sẽ rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024
Sau nhiều tuần, các đảng viên Đảng Dân Chủ nổi tiếng và các nhà tài trợ kêu gọi ông rút lui sau màn trình diễn tệ hại của ông trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên. Trong một bức thư được đăng vào chiều Chủ nhật trên mạng xã hội X, ông Biden thừa nhận rằng việc ông từ chức ứng cử viên Đảng Dân Chủ là vì lợi ích tốt nhất của đảng và đất nước của tôi. Ông Biden viết rằng ông dự định sẽ tiếp tục phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ và sẽ đưa ra quyết định trước quốc gia vào cuối tuần này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tiếp theo, ông Biden đã tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden viết, hôm nay tôi muốn bày tỏ ủng hộ và tán thành hoàn toàn của mình để Kamala Harris trở thành ứng cử viên của đảng chúng tôi trong năm nay. Tuy nhiên, một số đảng viên Đảng Dân Chủ lo ngại rằng bà Harris, 59 tuổi, có thể làm giảm thêm cơ hội của đảng này trước ông Trump trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Trong một bài phân tích ngày 23 tháng 7, chuyên gia bình luận David Ignatius của tờ Washington Post đã lập luận vì sao Tổng thống Joe Biden, vốn được biết đến là người không bao giờ bỏ cuộc, lại có quyết định dừng lại cuộc đua vào Nhà Trắng ở thời điểm quan trọng hiện tại. Theo cây bút của tờ Washington Post, nếu ông Donald Trump không được Đảng Cộng Hòa đề cử là ứng cử viên tranh cử Tổng thống lần này, có thể ông Joe Biden đã lùi bước từ nhiều tháng trước. Quyết định khó khăn và bản lĩnh. Chuyên gia David Ignatius cho rằng, trong sự nghiệp chính trị hơn nửa thế kỷ, Tổng thống Joe Biden không ngừng tìm kiếm thêm những bàn tay để bắt. Tổng thống Biden luôn gặp khó khăn trong việc buông bỏ, ngay cả khi đó là điều đơn giản như cái bắt tay. Ông Biden có thể mệt mỏi và căng thẳng vào cuối ngày làm việc, nhưng ông ấy sẽ nắm chặt tay từng vị khách hoặc có thể vỗ nhẹ vào lưng hay trao đi những cái ôm. Cây viết bình luận của tờ báo này đánh giá, Tổng thống Biden dường như yêu thích tất cả các công việc của mình. Vì vậy, thực sự là một quyết định khó khăn và bản lĩnh khi Tổng thống Biden vừa qua đã tuyên bố dừng cuộc đua Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Quyết định này của Tổng thống Joe Biden khiến những lời chỉ trích của Đảng Cộng Hòa về độ lì của ông trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, người dân Mỹ nhẹ nhõm khi ca ngợi thành công của ông trên cương vị Tổng thống. Đó là những dấu ấn về quản lý tăng trưởng kinh tế bền vững, đầu tư công nghệ và cơ sở hạ tầng, củng cố các liên minh của Mỹ với đối tác, sát cánh bên Ukraine trong xung đột với Nga. Gia David Ignatius viết, người ta thường nói rằng, nếu chúng ta có thể nhìn bản thân mình qua con mắt của người khác, chúng ta sẽ đưa ra quyết định tốt hơn về điểm yếu của mình. Nhưng trong nhiều tháng, ông Biden đã không nghĩ như vậy, mặc cho dư luận, kể cả từ Đảng Dân Chủ cho rằng ông ấy không nên tái tranh cử. Theo chuyên gia David Ignatius, trong tư tưởng của ông Biden, việc nghỉ hưu là điều không thể đề cập. Năm ngoái, Đảng Dân Chủ cũng đã dừng thảo luận về tuổi tác và thế lực của ông Biden cho vai trò Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, thay vào đó tập trung nghiên cứu và đối phó với các chiến lược tái ứng cử của ông Donald Trump. Cây viết của tờ Washington Post dùng hình ảnh ví von để nói về ông Biden. Người lớn tuổi không muốn giao chìa khóa ô tô của mình, ngay cả khi chúng trở thành mối nguy hiểm cho người khác. Nhưng mọi chuyện lại khác khi bạn là tổng tư lệnh của một đất nước. Bạn không thể đi ngủ sớm hơn khi có thể bạn sẽ nhận được cuộc điện thoại lúc 2 giờ sáng cảnh báo rằng đối thủ đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa. Trong cuộc họp báo riêng với hàng loạt câu hỏi trực tiếp từ các phóng viên chuyên theo dõi Nhà Trắng ngày 11 tháng 7, ông Biden đã củng cố thêm niềm tin của chính mình. Tôi chỉ cần tăng tốc bản thân thêm một chút, tăng tốc bản thân. Nhưng theo chuyên gia David Ignatius, là người nắm giữ vận mệnh của một cường quốc trong tay, sự tăng tốc đó là chưa đủ. Việc đi tiếp với ông Biden sẽ là một hành động liều lĩnh. Hết mình với sứ mệnh. Chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, ông Biden đã chứng minh với người dân Mỹ về năng lực của mình và ông đã nỗ lực trong những năm qua trên cương vị Tổng thống Mỹ để củng cố năng lực đó. Nhiệm vụ của ông Biden trong cuộc tranh cử lần này cũng giống như năm 2020 là đánh bại ông Trump, ứng cử viên mà ông Biden cho rằng nếu chiến thắng sẽ không mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước. Một người thân cận của ông Biden từng chia sẻ với chuyên gia David Ignatius rằng nếu ông Trump không được Đảng Cộng Hòa đề cử là ứng cử viên tranh cử Tổng thống lần này, có thể ông Biden đã lùi bước từ nhiều tháng trước. Ông Biden cảm thấy có nghĩa vụ phải ngăn chặn ông Trump một lần nữa, như ông đã từng làm trong cuộc đua Tổng thống năm 2020 và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 7, tôi nghĩ tôi là người có đủ điều kiện nhất để tranh cử Tổng thống. Tôi đã thắng Donald Trump một lần và tôi sẽ chiến thắng thêm lần nữa. Tôi còn nhiều việc phải làm, chúng ta còn nhiều việc phải hoàn thành. Nhưng cuối cùng, ông Biden đã lựa chọn dừng lại và trao lại sứ mệnh đánh bại ông Trump cho cộng sự của mình. Chuyên gia David Ignatius cho rằng, ông Joe Biden nên điều phối Đảng Dân Chủ bầu chọn ứng cử viên Tổng thống thay cho mình, chứ không chỉ đặt hoàn toàn kỳ vọng vào Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris.